chào các bạn, tôi là Tú, đang phụ trách bộ phận khảo sát của công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Sau đây là hiện trạng khuôn viên đất của anh Bằng ở Tánh Linh, Bình Thuận. Đây là đường rước khuôn viên đất. Đây, khuôn viên vườn của anh Bằng. Đây là anh Bằng và anh Sinh, đây khảo sát của Lai Cam. Sau này thì nhà chính này sẽ phá dỡ và xây dựng nhà mới trên khuôn viên đất này. Điện thì sau này sẽ lấy bên trái nhà, hướng từ trong nhà nhìn ra. Nước thì anh sử dụng nước giếng khoan ở phía sau nhà. Do khuôn viên đất là nhà cũ và khu vườn nên xin mời bạn theo dõi thêm video khảo sát qua live cam để rõ hơn về khuôn viên đất này. Đây là hiện trạng khuôn đất của nhà anh Bằng tại huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận. Về hiện tại thì khuôn đất của nhà anh thì có một ngôi nhà cũ được xây dựng tại vị trí này. Phương án sau này thì ngôi nhà mới của anh xây thì sẽ xây từ khu vực, dỡ bỏ khu vực nhà cũ từ phòng khu vực khách này thì sẽ dỡ bỏ và xây dựng ngôi nhà mới. Còn khu vực phía sau này thì anh muốn giữ lại. Thì về hiện tại thì khuôn đất của anh thì có bề rộng là khoảng tầm 31,5 m và bề ngang là khoảng tầm hơn 40 m. 40,5 m. Về vị trí xây dựng ngôi nhà thì sẽ xây dựng tại vị trí này. Hướng chính của ngôi nhà thì sẽ quay ra hướng 244 độ Tây Nam. Còn trụ điện thì nhà anh cũng đã có sẵn ở phía bên trái của mặt đường phía của sân phụ. Còn nước thì nhà anh sử dụng nguồn nước giếng ở phía sau. Thì sau này toàn bộ nước sinh hoạt thì sẽ thoát ra phía sau vườn phía sau này. Bờ phốt thì sẽ xây dựng ở góc cuối của ngôi nhà. Thì ngôi nhà anh dự tính xây dựng thì một ngôi nhà mái Nhật hai sảnh. Sảnh chính thì sẽ hướng ra phía bên đường trước này và sảnh phụ thì ra bên đường phía bên hông trái. Còn về toàn công năng của ngôi nhà thì ngôi nhà anh sẽ gồm có một phòng khách kết hợp với phòng thờ, một phòng bếp cộng ăn, 3 phòng ngủ, và trong đó thì có một phòng ngủ có vệ sinh khép kín và một vệ sinh chung cho cả gia đình. Thì về tổng diện tích ngôi nhà thì theo yêu cầu của anh thì chỉ rơi vào khoảng tầm 120 đến 140 m². Thì khu vực phía sau thì kết nối với ngôi nhà cũ cho nên là sẽ có cửa để đi ra khu vực ở phía sau này để đi thông qua ngôi nhà cũ. Thì đó thì
Về hiện tại nền đất thì nền đất của khu vực nhà anh thì trên nền đất thổ nên tương đối cứng. Theo như chia sẻ của anh thì đào sâu xuống khoảng tầm 0,5 mét thì ở dưới đó sẽ có một lớp đá cứng, cho nên phương án móng thì có thể tham khảo thêm và lên phương án móng cho phù hợp với khu đất của nhà anh.